Người thuần chay ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch hơn. Tôi biết có nơi người ta nói là một số người ăn thuần chay không muốn tiêm vaccine bởi vì nó có thành phần động vật. Và vì điều đó họ có quyền từ chối vì lý do đạo đức. Họ tin rằng thực phẩm thuần chay bảo vệ họ cách nào đó và giảm bớt nghiệp với virus. Điều đó cũng đúng. Thậm chí khoa học đã chứng minh và nghiên cứu nói rằng những người ăn thuần chay ít bị ảnh hưởng bởi đại dịch hơn. Và dù cho vì lý do gì mà họ có bị lây nhiễm, thì bệnh cũng nhẹ hơn, dễ chữa và nhanh chóng hồi phục. Đó là tin chính thức công khai. Nghiên cứu đã được đăng trên báo chí. Thành ra vì lý do đạo đức và vì sự tự tin vào thuần chay, một số người ăn thuần chay từ chối vaccine. Tôi cũng không muốn chịu trách nhiệm cho sự đau khổ của người khác hoặc của động vật. Quý vị biết cách người ta thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Họ làm cho động vật phải chịu đau đớn quá đến nỗi không thể kêu la được. Và dù cho có kêu la thì cũng chẳng có ai bận tâm. Họ đối xử với động vật như cục đá hoặc gì đó. Ôi trời ơi, tôi rất đau lòng mỗi khi tình cờ xem những cảnh đau khổ này. Và gần đây, Beta, những người tranh đấu cho sự đối xử có đạo đức với động vật, cũng đã quảng cáo trên thông tin về sự đau khổ của những động vật trong phòng thí nghiệm này. Trời ơi, chúng ta giống như ác quỷ. Chúng ta tệ hơn ác quỷ dưới địa ngục. Bởi vì ác quỷ, chúng chỉ được phép trừng phạt những người xấu, những người có tội. Chúng ta trừng phạt tất cả, ngay cả những động vật vô tội. Họ ở trong rừng, họ chạy nhảy tự do, họ chỉ ăn lá. Thế mà chúng ta bắt họ, chúng ta bẫy họ, mang họ về nhà và rồi hành hạ họ ngày này qua ngày khác. Chỉ vì một số thử nghiệm và hầu hết là không có ích lợi gì. Chỉ để thử nghiệm, chỉ để làm chuyện này kia. Cũng giống như người Nhật, họ vẫn tiếp tục đánh bắt cá voi và rồi nói vì lý do khoa học. Trời ơi, nói vậy mà không biết hổ thẹn, nói dối mà thật sự không biết xấu hổ. Họ đi chùa lại Phật và thiền để làm gì chứ? Toàn là nói dối. Chỉ để ăn, bởi vì họ quen ăn cá voi rồi. Họ thích cá voi. Và người giàu sẽ trả tiền để ăn bất kể gì đi nữa. Chỉ kiếm lợi nhuận từ những động vật vô tội để thỏa mãn khẩu vị của họ. Không màng giết cách nào. Vì khi họ giết cá voi, thì cá bị chết từ từ, chết một cách đau đớn. Bởi vì cá voi rất lớn và họ còn muốn cá tươi nữa, nên họ cắt từng mảnh trong khi cá vẫn còn đau đớn, vẫn còn sống và vẫn còn cảm giác. Biết không, chúng ta thật độc ác. Chúng ta còn ác hơn cả ác quỷ. Ác quỷ, chúng bắt người có tội. Khi họ xuống địa ngục, chúng chỉ trừng phạt người có tội. Chúng ta không cần biết ai là ai, cứ hành hạ thôi, cứ làm bất cứ gì. Chúng ta giết các em bé và giết động vật vô tội, giết những sinh vật vô tội từ tận đáy biển. Chúng ta câu họ lên, đánh lưới họ lên chỉ để ăn. Chim trên trời chúng ta bắn họ xuống để ăn. Và nai ngây thơ và đủ mọi loại. Họ sống trong rừng và chúng ta bao vây họ, dồn họ lại rồi bắn, chỉ để treo đầu của họ lên tường như một chiến lợi phẩm. Có những thứ như giải thưởng săn bắn, chỉ để tự hào là họ đã giết được một con vật nào đó vô tội, không có khả năng tự vệ, không liên quan gì đến họ. Loài vật sống trong rừng sâu, họ chỉ ăn lá và cỏ, họ không hại ai cả. Chúng ta không xứng đáng chút nào để được ban cho quá giàu giàu trên địa cầu này và được ban cho đời sống, hít thở không khí trong lành và có rất nhiều thứ để ăn. Nói quý vị biết, chúng ta không xứng đáng. Tôi cảm thấy xấu hổ. Tôi cảm thấy xấu hổ bởi vì trước kia tôi cũng bị ba má tôi ép ăn thịt động vật. Nhưng đôi khi tôi nôn ra và tôi thích mỗi khi có rau củ thì tôi ăn hết một mình. Tôi nói luộc nhanh lên và ăn hết một mình. Trước khi ba má tôi có cơ hội ăn, tôi nói mua thêm. Tôi ăn cả rổ, ăn cả nồi. Và rồi tất cả các trái cây trong vườn, tôi là người duy nhất ăn. Người duy nhất. Bởi vì tôi lùng trái cây, tôi biết trái cây ở đâu và khi nào trái cây chín.
Mỗi ngày tôi kiểm tra một góc khác, có khi mấy trái bị che và tôi phải ăn. Tôi tìm chúng, và tôi cũng ăn trái dại trên mấy cây mọc ngoài đường, hoặc trong rừng có những loại dâu, những dâu dại như thế. Tôi biết quả nào ăn được, tôi biết ăn quả nào luôn luôn. Nhưng tôi thấy thật là xấu hổ vì làm người, chúng ta thật độc ác, thật như ác quỷ. Chúng ta còn ác hơn cả ác quỷ. Giờ thì chúng ta không thể nào lên án ác quỷ hoặc ma quỷ, chúng ta còn tàn ác hơn chúng nữa. Chúng ta trừng phạt mọi thứ, mọi sinh linh, làm bất cứ gì có thể, miễn là họ không tự vệ được. Họ không thể tự vệ thì chúng ta cứ hành hạ họ, trừng phạt họ. Ôi trời ơi, chúng ta thật khủng khiếp, thật kinh khủng. Chúng ta là động vật khủng khiếp nhất trên địa cầu này. Vì vậy, thật là đáng khi chúng ta bị tất cả các đại dịch và thảm họa vì tất cả những việc ác đó. Đúng, ngay cả Thượng Đế cũng không thể tha thứ chúng ta, bởi vì chúng ta không chịu sám hối và không chịu quay đầu. Ngày nay, rất dễ để biết các loài vật bị đau khổ như thế nào. Trước đây, chúng ta không có Internet và đủ thứ như thế. Họ che giấu tất cả các lò sát sinh và lò mổ thật xa ở khu vực nông thôn đâu đó, và rồi chúng ta có thể giả bộ rằng mình không biết. Nhưng ngày nay, Internet cho thấy tất cả, nhiều bộ phim cho thấy tất cả. Chúng ta không thể nỡ lòng nào tiếp tục ăn thịt trên sự đau đớn và thống khổ của những sinh vật khác, sinh vật đang sống, đang thở. Giết chết họ bằng một cách tàn bạo như thế. Tàn bạo hơn cả cứ như địa ngục. Chúng ta làm cho địa cầu thành địa ngục trần gian và tự làm cho mình thành ác quỷ. Ma quỷ uống máu, ác quỷ khát máu, và chúng ta biến mình thành như bộ hạ của quỷ Satan, chứ không là con cái Thượng Đế. Những việc chúng ta làm thật hiểm độc. Làm sao quý vị có thể tự gọi mình là con cái Thượng Đế được nữa? Quý vị hành động y như Satan và ác quỷ, thì quý vị là bộ hạ của Satan. Y sẽ có cớ để bắt quý vị và mang quý vị xuống địa ngục, bởi vì quý vị thuộc về y. Theo như cách quý vị làm, thì quý vị sẽ thuộc về địa ngục, và ở đó quý vị sẽ phải trả giá rất đắt, và không có ai ở đó để giúp quý vị. Cho dù quý vị là tổng thống, là vua, hoặc thậm chí là giáo hoàng, hoặc bất cứ gì quý vị có thể tự gọi mình, dù quý vị đang ở địa vị nào, thì cũng sẽ chịu đau khổ như nhau. Có thể còn nặng nề hơn nữa, bởi vì nếu đã biết luật mà còn phạm luật, thì quý vị sẽ bị trừng phạt nặng hơn người vô minh. Đó cũng là quy luật. Y như ở Pháp, họ thậm chí còn phạt cựu tổng thống Sarkozy ngồi tù một thời gian bởi vì ông ta liên quan đến hối lộ hay gì đó, hoặc ông ta nhận tiền tài trợ bầu cử mà lẽ ra ông ta không được nhận. Và họ nói rằng ông là một luật sư, ông biết ông không nên nhận. Không có khoan hồng nào cho ông, nhất là đối với tổng thống, hoặc thậm chí trước đó nếu là luật sư thì phải biết luật hơn thường dân chứ, nên vẫn không có khoan hồng cho ông. Giống như chúng ta, ngày nay chúng ta biết hết tất cả mà vẫn phạm tội, thì Thượng Đế không thể tha thứ cho chúng ta. Nhưng vẫn còn có cửa. Thậm chí chỉ cần chuyển sang ăn thuần chay sám hối, họ chỉ cần làm có thế thôi. Và tôi hứa, tôi có thể giúp họ. Chỉ cần chuyển sang ăn thuần chay, quay đầu lại, và mọi điều khác sẽ được xóa sổ. Tôi có quyền năng để làm điều đó. Tôi sẽ xóa hết mọi tội lỗi. Bất cứ điều gì họ đã làm trước đây, tất cả sẽ được tha thứ. Tôi được trao quyền để làm điều đó, tôi có thể. Nhưng tất cả những gì họ phải làm là chỉ ăn thuần chay, sám hối. Chỉ có thế thôi. Như thế khó hay sao? Không khó. Và tôi chỉ thương lượng được thế thôi. Nhưng tôi cần họ hợp tác, thế thôi. Chỉ cần chuyển sang ăn thuần chay và sám hối. Tôi chỉ cần có thế thôi. Tôi chỉ cần có thế thôi, như cái cớ để giúp. Rồi họ sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ dưới địa ngục. Cho dù họ có thể không có đủ công đức để lên thiên đàng, thì họ có thể tái sinh lần nữa và hưởng đời người có sức khỏe, hạnh phúc và một đời sống đầy đủ. Nhưng tôi có thể đưa tất cả họ lên thiên đàng nếu họ ăn thuần chay và sám hối. Đây không phải là một điều kiện lớn, phải không? Dạ không.
Dù sao, bình thường thì họ cũng phải nên ăn thuần chay rồi. Họ phải nên ăn thuần chay, họ không nên ăn động vật khác, sinh vật khác. Họ không nên ăn thịt, bởi vì đó là giết những sinh vật sống và vô tội khác trong một cách cực hình như vậy. Trước khi chết, những sinh vật này bị hành hạ theo nhiều cách khác, thậm chí còn bị ép lùa vào bể sát trùng trước tiên, và sau đó bị chết chìm hoặc dẫm đạp lên nhau vì bị cưỡng bách đi mau. Ôi trời ơi, tôi không thể nói đủ nhanh và đủ lớn tiếng, và tất cả các loài vật trong phòng thí nghiệm, trời ơi, làm tôi đau khổ mỗi ngày, quá sức chịu đựng. Đôi khi tôi nói với Thượng Đế, lại Thượng Đế, con không thể chịu nổi nữa, trái tim con không thể chịu nổi, con không biết liệu có thể tiếp tục sống trong thế giới như thế này hay không. Ý nói, nếu chúng ta không biết thì đó là một cái cớ, nhưng bây giờ chúng ta biết tất cả. Chúng ta càng làm truyền hình vô thượng sư, chúng ta càng biết nhiều, và đó là quá sức cho trái tim nhỏ bé của tôi. Đôi khi tôi nghĩ tôi có thể chết vì thống khổ khi nhìn thấy tất cả đau khổ này. Chúng con cảm ơn Ngài vì đã chịu đựng cho thế giới. Tôi không còn lựa chọn nào khác. Chúng con cảm ơn Sư Phụ đã luôn luôn chú ý đến mọi chi tiết, thương yêu động vật, thương yêu con người và tất cả mọi điều, và hy sinh vô vàn. Tất cả đều tự nhiên đối với tôi. Tôi không cảm thấy gì cả. Không cảm thấy như điều gì đó quá khó hoặc quá tốt hoặc quá... Chỉ tự nhiên, như mặt trời cho quý vị sự ấm áp. Tôi chỉ làm những gì tôi làm. Người nào muốn dẫn quý vị về hướng Bắc, họ vô điều kiện. Họ không muốn gì từ quý vị, nhưng quý vị phải đi về hướng đó. Nếu quý vị đi về hướng Nam, họ không thể giúp quý vị. Không phải vì họ muốn gì đó từ quý vị, nhưng đó là hướng quý vị phải đi. Y như ở thế giới này, chúng ta có Bắc Cực và Nam Cực. Như thế đó, quý vị không thể chỉ vào Nam Cực và nói đây là Bắc Cực. Và quý vị cũng không thể đi đến Bắc Cực và nói tôi muốn ở Nam Cực. Quý vị phải làm những gì quý vị phải làm. Quý vị phải làm đúng. Nếu đói, quý vị ăn. Nếu khát, quý vị hỏi tôi làm sao cho dịu cơn khát của con, thì tôi đưa quý vị nước. Và quý vị uống, thế thôi. Đó không phải là điều kiện. Không như một điều kiện tiên quyết. Đó chỉ là cách quý vị phải nên làm cho chính mình. Y như ăn thuần chay, đó là cách. Cách đúng để giúp chính mình, giúp thế giới và lên thiên đàng. Phải, đó là lòng nhân từ. Tôi không có ý nói quý vị có thể lên một thiên đàng cao, nhưng quý vị lên thiên đàng trước, và rồi từ đó Minh Sư hoặc tôi, chính tôi sẽ tiếp tục dạy họ, để họ có thể càng ngày càng lên cao hơn, để họ sẽ được hoàn toàn thoát khỏi vòng luân hồi, vòng báo thù và trả nợ, và nghiệp báo và đủ thứ khác. Bây giờ quý vị hiểu rồi, vô điều kiện, vô điều kiện. Thượng Đế hoàn toàn vô điều kiện. Nhưng nếu quý vị chọn đi theo con đường nguy hại, thì quý vị sẽ bị hại, thế thôi. Nếu nhảy vào lửa, quý vị sẽ bị thiêu đốt. Đừng trách không ai bảo quý vị. Nếu quý vị không biết bơi và nhảy vào biển, biển sâu, quý vị sẽ chết. Chết đuối. Nếu khát và không uống nước, thì quý vị sẽ chết khát. Nếu đói, không ăn thức ăn, thì quý vị sẽ chết đói. Thế giới mà chúng ta đang sống đây rất phức tạp. Thành ra nếu lên thiên đàng, quý vị đi với một vị minh sư, thì minh sư là người dẫn đường. Ngài biết đường. Vậy nếu quý vị đi theo Ngài, quý vị sẽ thoát khỏi sự hỗn loạn, thoát khỏi tình trạng xa lầy, thoát khỏi mê cung, và rồi quý vị sẽ được tự do. Và nếu quý vị nhất quyết ở lại đó và đi lang thang vòng vòng, thì đó là vấn đề của quý vị. Nhưng đó không phải người dẫn đường đòi hỏi quý vị làm gì cho Ngài hoặc cho ý thích của Ngài, chỉ là cách phải làm. Có một con đường để đi ra khỏi mê cung, rồi đi với Ngài, và rồi quý vị sẽ thoát ra. Nếu không tin cậy Ngài, quý vị tưởng tự mình sẽ tìm thấy đường đi, không thể được đâu. Bởi vì quý vị không biết đường, bí quyết là như vậy đó. Có lẽ quý vị có thể, nhưng sẽ mất một thời gian rất 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 lâu, rất lâu. Nếu quý vị chỉ theo cách sống riêng của mình, có lẽ quý vị sẽ bị đọa địa ngục
và rồi quý vị có thể rửa sạch tội lỗi của mình một ngày nào đó, sau 100 hoặc vài trăm năm hoặc hàng ngàn năm. Quý vị thoát ra rồi bắt đầu trở lại và cố gắng theo cách của quý vị nữa. Không ai có thể làm được. Chỉ với người dẫn đường mới được. Bởi vì người dẫn đường đã đến từ đó và trở lại đó. Nếu có người đó đi từ New York đến California, đi đi về về hoài, thế thì họ không thể chỉ đường cho quý vị sao? Và nếu họ trở về California để làm kinh doanh, nếu quý vị đi theo họ, quý vị sẽ không thấy California sao? Chắc chắn là như thế đó. Có một bản đồ, có một GPS, quý vị phải theo nó. Trời ơi, thật đơn giản, nhưng luật vũ trụ không dễ cho mọi người biết. Ngay cả trong quốc gia quý vị, có nhiều luật mà quý vị cũng không biết. Thế đó, đừng nói chi tới luật vũ trụ huyền bí nào đó. Nhưng nói cho cùng, thật ra không có gì là huyền bí cả. Rất đúng theo Einstein. Khi quý vị ở yên một chỗ và quý vị ném ra cái gì đó, và nếu ở đó đủ lâu, vật bị ném đó sẽ quay lại với mình. Boomerang. Cho nên, nó rất khoa học, hợp lý, rất đúng theo Einstein. Với tôi, nó rất Einstein. Gieo nhân nào gặt quả đó, thế thôi. Nếu trồng cây táo, quý vị sẽ có trái táo. Quý vị trồng một bụi gai, nó sẽ lớn lên thành một bụi gai. Quý vị hài lòng chưa? Dạ, rất hài lòng. Chúng con luôn cảm ơn Sư Phụ cho các câu trả lời và sự thật của Ngài. Ồ, phải vậy chứ. Tôi là thầy quý vị mà. Tôi phải tiếp tục dạy quý vị và nhân tiện cũng hướng dẫn thế giới nữa. Nếu không, tôi làm minh sư để làm gì? Tôi không thể giữ tất cả kiến thức này cho riêng mình. Tôi đã biết nó rồi, cũng như có nhiều tiền hơn, tôi phải chia sẻ. Tôi muốn chia sẻ. Có kiến thức, tôi phải chia sẻ để quý vị được sáng suốt hơn, thông thái hơn, khôn ngoan hơn. Và quý vị xóa bỏ tất cả hoài nghi và giải thoát chính mình khỏi mọi vướng mắc và vũng lầy của vô minh. Và cảm ơn quý vị đã tin tưởng và tin cậy tôi và đã tự cho mình một cơ hội để hiểu thêm về tất cả những điều này. Cách vận hành của thế giới này và thế giới tiếp theo. Cảm ơn quý vị làm người tốt. Thật tuyệt diệu là chúng con còn có được cơ hội để lắng nghe những lời trí huệ như thế từ Sư Phụ. Nếu không, thì không ai có bao giờ nhận được bất cứ gì về loại kiến thức và trí huệ này. Bởi vì họ không có những kiến thức đó. Hơn nữa, trong thời hỗn loạn này, quý vị cần nhiều trí huệ hơn so với những lúc khác. Có lẽ thế. Có lẽ đó là tại sao Thượng Đế ban cho tôi nhiều trí huệ hơn, nhiều kiến thức hơn để chia sẻ và giúp mọi người. Chỉ y như khi có thảm họa, rất nhiều người bị đói thì chúng ta phải cho nhiều thức ăn hơn. Bình thường quý vị chỉ ăn bữa ăn của mình, nhưng bây giờ quý vị phải mang nhiều thức ăn hơn cho người khác bởi vì nó cần thiết. Thời điểm này, con người cần nhiều hơn những thời bình thường. Đây là thời điểm cuối cùng. Trận chiến cuối cùng giữa các cõi thiên đàng và địa ngục, cho nên mọi thứ đều mãnh liệt hơn, mọi thứ đều khuếch đại, mọi thứ đều quá áp đảo. Hôm nay chúng ta nói rất nhiều đề tài, tôi thích vậy, bởi vì người Hồi giáo và những quy luật này kia, nhưng còn nhiều hơn nữa trong các sách Hồi giáo, những thánh điển như Kinh Koran và Hadith, cho nên chúng ta đã bao qua khá nhiều chủ đề quan trọng. Và rất tốt để cho người ta biết. Tôi hy vọng có giúp ích. Tôi nghĩ sẽ giúp một số người bằng cách nào đó. Họ chỉ là những người đáng thương, vô minh. Không ai cho họ biết sự thật và ý nghĩa thật sự về nhiều điều. Con người thật đáng thương, dù là người Hồi giáo hay không. Họ thật sự có đức tin. Họ thật sự trung thành và thật sự thành tâm. Chỉ là họ đã đi sai hướng và hiểu lầm rất nhiều. Thế thôi. Tôi chỉ hy vọng lời ta nói sẽ giúp họ thức tỉnh. Hiện tại các linh hồn động vật có vẻ đang tìm cách trả thù dữ dội vì sự hung ác của con người không giống như trước đây. Ví dụ như linh hồn của họ sống trong virus COVID-19 và một trong những hội viên chúng ta đã thấy sự phẫn uất của họ như đám mây đen xoay quanh địa cầu chúng ta.
Có phải các động vật chỉ gần đây mới muốn báo thù như vậy? Không, không, không phải, đã lâu rồi, nhưng chỉ là dữ dội hơn vào lúc này. Chỉ có một ngọn lửa thì ít khói hơn, nhưng nếu cứ tiếp tục tạo thêm nhiều lửa thì sẽ có nhiều khói hơn. Nóng hơn, qua nhiều thế hệ, nhiều thập niên, nhiều kỷ nguyên, luôn luôn có bệnh tật nào đó. Có thể thấy một số đại dịch hoặc bệnh dịch, mà có lẽ đôi khi cũng ở mức độ rất lớn nữa. Bây giờ chúng ta chính thức chỉ có khoảng 5 triệu người chết từ đại dịch, từ Covid-19, nhưng trước đây lâu rồi cũng có một trận đại dịch. Đó là gì? Họ gọi đó là cúm Tây Ban Nha. Có nhiều triệu người hơn đã chết, có lẽ 50 triệu người chết. Và rồi có lẽ đã rửa sạch được hận thù. Và rồi vẫn vậy, chúng ta tiếp tục gây tội lỗi, tiếp tục làm ngược lại luật của Thượng Đế. Chớ sát sinh, mà cứ tiếp tục ăn thịt hoặc gây chiến với nhau, thì sẽ có chiến tranh trở lại. Tất cả chiến tranh, tất cả đại dịch, tất cả thảm họa đều được tạo ra bởi tất cả mấy thứ đó. Tất cả từ trường không tốt này, tất cả oán than căm thù của những linh hồn vô tội này, và tất cả sự phá thai này nữa. Nếu quý vị giết một người, quý vị phải trả bằng mạng của mình. Và nếu quý vị giết các em bé vô tội, thì phải trả còn nhiều hơn nữa, chứ không chỉ như thế. Và chúng ta cứ tiếp tục giết động vật, con người, vì bất cứ lý do gì. Và còn thánh chiến nữa, bất cứ gì. Thế thì chúng ta không thể mong có hòa bình và tự do, bởi vì mặc cảm tội lỗi cũng sẽ giết chúng ta bên trong. Linh hồn biết tất cả, thiên đàng nhìn thấy tất cả, và mặc cảm tội lỗi đó cũng tích lũy và cũng làm chúng ta bị bệnh nữa, và cũng làm chúng ta dễ bị tấn công từ sự trả thù này. Cho dù họ không trả thù, giả sử tất cả linh hồn của động vật đều tha thứ, và cho dù minh sư nào đó hoặc các thiên đàng đem họ lên thiên đàng, thì từ trường không tốt của việc sát sanh, đau buồn, than thở và thống khổ từ tất cả động vật này vẫn còn ở trong từ trường của chúng ta. Nó sẽ không phân tán dễ như thế, sẽ không có gì mất đi cả như thế đó. Và những năng lượng này đủ đi hủy diệt cả địa cầu này, nếu không có sự can thiệp của những người tu hành, của chư thánh tâm linh cầu nguyện, chia sẻ năng lượng, chia sẻ công đức, thì toàn thế giới đã bị tiêu tùng từ lâu rồi. Từ lâu, lâu lắm rồi. Quý vị thấy đã có bệnh dịch đen và bệnh dịch hạch, và rồi nhiều bệnh tật khác nói chung có hoài, và có vài bệnh mới khác ngày nay nữa. Tôi vừa mới đọc tin gì đó, vài loại virus khác, bệnh mới đủ thứ, hoặc vài bệnh cũ trở lại khắp nơi. Chính chúng ta tạo ra năng lượng nhân từ hoặc năng lượng hung ác, và rồi năng lượng hung ác sẽ ảnh hưởng con người, và con người cũng trở thành kích động và hung dữ và háo chiến. Và đó là tại sao có những vụ giết người và đủ mọi thứ khác đang xảy ra cho hàng xóm láng giềng hoặc bất cứ ai trên đường phố, ngay cả trong siêu thị hoặc nơi làm việc, bởi vì năng lượng này đang gặm nhấm con người. Và cho dù quý vị thoát được lần này, có lẽ bởi vì công đức của quý vị đủ lớn để trả hết nợ của mình, nên quý vị không có đại dịch. Lần sau, quý vị trở lại, quý vị sẽ có, bởi vì công đức của quý vị sẽ hết, giống như khi mình hết tiền. Master Thanh Hải và Thần Sư trực tuyến cùng nhân viên truyền hình của Thần Sư, ngày 4 tháng 10 năm 2021.